Bây giờ nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, nhưng mà tôi tốt là được rồi. Giàu hay nghèo tôi hòa thuận là quý. Chồng về sớm hay về muộn, kể có về là được rồi. Về sớm cũng nói, người ta biết làm ăn, ông không biết làm ăn gì hết. Về muộn cũng nói, nhà lúc nào cũng lời quá tiếc lạ. Người vợ phàn nàn, nói nhiều nói ít không có sao, biết lo việc nhà, biết lo cho con là được rồi. Mình phải biết tha thứ cho nhau chứ, biết thông cảm tâm tình của nhau chứ. Con cái, nó làm tiến sĩ hay nó đi, tao đi bán hàng ngoài chợ cũng không có sao hết, hiếu thảo là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, trời ơi có mặt là được rồi. Biết bao nhiêu người cũng có quần có áo, mình gieo nhân nay phải hái quả. Còn bình an, cảm ơn cuộc đời, trước đây cũng có biết tu cái chuyện này đây. Tao nói, con nhà Phật khỏe lắm, cái cách nào cũng có cái lời đáp số cho chúng ta. Cho nên á, mình tu hành Quan Âm không phải nhiều tiền mới là tốt, mà tâm tính lương thiện, biết giúp đỡ mọi người thì đó mới là tốt. Bất cứ chuyện gì xảy ra hãy tập suy nghĩ tốt, đừng có nghĩ xấu cho người khác. Cái chuyện gì xảy ra mình cũng nên nghĩ tốt hết á. Tâm làm chủ các pháp, cho nên mình nói lời lầm là tâm mình lầm, mình nói lời xấu ác là tâm mình xấu ác. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đừng có bao giờ nghĩ chuyện muốn hơn thua với người. Mình muốn con mình hơn không, giống như cái thằng bé học lớp 10 trường Nguyễn Khuyến đó, tự tử lên trên lầu của trường học tầng 3 nhào xuống tự tử. Cuối cùng điểm số 8,9, thiếu 0,1 là học sinh xuất sắc. Vì thiếu 0,1 nó tự tử, bởi vì ba má lúc nào cũng muốn nó phải hơn người khác. Nó chết luôn cho ba má nó chừa cái tập muốn hơn người khác. Con mình nó ngoan, nó có hiếu, nó chịu học là được rồi. Sao mà mày phải học giỏi mới là con tao, mà coi lại ba học dốt cũng chết. Toàn là đè con ra mà bắt con hơn người là sĩ diện của đời mình không? Sao gọi là con của Đức Quán Thế Âm? Cuối cùng cha mẹ giết con mình. Cho nên trong gia đình các vị, người thân, con cái, vợ chồng có thất bại việc gì, chúng ta đừng có đè người ta coi như là cho chết luôn, mà luôn luôn động viên cho người ta đứng dậy, ta tiếp tục làm cuộc hành trình mới. Thì có như vậy, cái tâm từ bi của chúng ta mới tăng trưởng, là chúng ta mới là một con người vậy, hỷ xả, thường hành bình đẳng trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.